Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo các dòng về bình xịt điện. Hôm nay Thế Giới Máy sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng bình xịt điện hiệu KCT. Model là KCT 16D. Chúng ta cùng xem chiếc máy này như thế nào. Đây là chiếc bình xịt điện KCT 16D. Khi dở trong bên trong thùng ra thì ta sẽ có một cần xịt. Bên trong thùng máy thì ta sẽ có lọc rác. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng. Một đầu xịt 3 bét bằng inox. Đây là bộ dây đeo lưng. Một bộ bét xịt. Và adapter để sạc bình ắc quy. Đối với dòng bình xịt điện của KCT thì dây xịt nước sẽ được nối trực tiếp vào trong thân máy. Đây là tay cầm van bi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp chiếc máy này. Đầu tiên thì ta sẽ lắp tay cầm vào trong dây nước. Tiếp đến thì ta sẽ lắp cần xịt. Và lắp đầu bếp. Các bạn siết thật chặt tất cả các khớp nối để tránh bị rò rỉ nước trong khi sử dụng. Bây giờ tôi sẽ lắp dây đeo lưng cho các bạn. Đầu tiên thì ta sẽ lắp ở phía trên trước, các bạn luồn dây qua và gắn thật chặt. Gài nút gài ở phía dưới tương tự với dây đeo bên kia. Cần xịt. Chúng ta lắp phía bên hông này. Sau khi sử dụng xong thì chúng ta có thể gắn cần xịt vào đây và cất giữ gọn gàng. Và đây là công tắc của máy. Khi ta sử dụng thì chỉ cần bật về công tắc on thì máy sẽ hoạt động và xịt nước ra. Ngoài ra thì ta có thể điều chỉnh tốc độ phun bằng núm điều chỉnh. Chúng ta gắn núm vào đây và chỉ cần vặn vòng tròn. Có thể điều chỉnh to nhỏ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của các bạn. Phía trước của thân máy thì sẽ có jack để cắm adapter. Vâng, như vậy thì tôi đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn lắp ráp xong dòng sản phẩm bình xịt điện KCT 16D.
Đối với dòng của KCT thì có 3 model cho các bạn lựa chọn, đó là KCT 16D, KCT 18D và KCT 20D. Tương ứng với dung tích bình chứa là 16 lít, 18 lít và 20 lít. Dòng bình xịt điện KCT 16D là sự lựa chọn hoàn hảo để phun thuốc, diệt côn trùng hoặc là phun tẩy vệ sinh, tẩy rửa cho các công trình. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem sản phẩm tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phước Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.